vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay không tổ chức các hoạt động đông người như đạp xe cổ động hay đêm sự kiện tắt đèn giờ trái đất tại nhiều thành phố lớn trên cả nước. Thay vào đó là các hoạt động tuyên truyền online trên các website của các đơn vị tổ chức sự kiện và bảo trợ như WWF, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường, các doanh nghiệp liên quan và mạng xã hội. Bộ Công Thương cũng đã lưu ý các địa phương và doanh nghiệp nên lựa chọn hình thức hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất phù hợp với điều kiện của mình, trên cơ sở tăng cường công tác truyền thông qua truyền hình, qua đài phát thanh và đặc biệt là qua mạng Internet.